Dạ, Tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Bây giờ Tài sẽ đi vào bên trong mộ cậu để thỉnh lập của cậu, cô chú, anh chị. Hồi sáng thì Tài có mời cậu về thọ thực một hộp cơm chay. Cơm chay thì có trứng với lại dưa với cà chua thôi, cô chú, anh chị, chan nước tương. Thì bây giờ thì Tài sẽ vào thỉnh lập và ngồi ăn với cậu cho nó vui cả nhà. Đó. Thì cô chú anh chị thấy là hồi nãy thì có ban quản lý hoa viên, chú xuống cũng có chỉ đạo là mấy cái hoa sen này sẽ dẹp hết. Là mong rằng cô chú anh chị mình thông cảm cho Tài. Nếu cái video sau mà không thấy Tài thắp nữa thì cũng là do Tài cũng phải tuân thủ ở cái quy định của hoa viên nha cả nhà. Hy vọng là đây là cái sự chỉ đạo của hoa viên. Ha, hy vọng đó là sự chỉ đạo của hoa viên chứ đừng có phải làm cái gì hết nha cả nhà. Hy vọng là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, con xin phép cậu cho con thỉnh cái lọc để ăn cơm. Đây, cái đèn này cả nhà thì. Mấy cái đèn này mình đốt lên cho nó cháy hết luôn cả nhà. Đem qua bên đây nè. Mà chuẩn bị mình ngồi ăn cùng cạnh cùng với cậu không? Nó tắt hay là nó tàn rồi Nó tàn rồi chứ. Nó cháy hết rồi đó. Giờ mình ngồi đây mình ăn cơm với cậu cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, con mời cậu ăn cơm á. Sáng giờ cũng lâu lắm rồi cả nhà. Bây giờ mình ăn cơm cùng với cậu, ngồi đây mình ăn cơm luôn cả nhà. Cái bông sen này thật sự rất là đẹp cả nhà. Hồi nãy á, thì em có một cái lời nói là bữa nay 22 âm lịch rồi. Còn có 8 ngày nữa thôi là hết tháng 7 rồi. Dạ. Cứ quay bình thường sao? Ngồi ăn cơm. Ngồi ăn cơm với cậu anh. Cơm trứng chiên cả nhà, rất là ngon. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn nghe. Tiếc quá cô chú anh chị ơi, những bông sen này cô Năm chợ đầu mối trái cây á, cổ đem lên cho em 100 cái đèn, cái nến em chưa dùng nữa, bây giờ phải dẹp à. Thôi thì bây giờ vạn sự tùy duyên cả nha, nhập gia thì tùy tục. Cơm trứng ngon cả nhà, chan nước tương. Cái hộp cơm này á, là của một chị gái ở bên Mỹ, chị có nhờ em mua bún hay mua cái gì đó đồ chay cho cậu, nhưng mà em không tìm thấy bún nên em mua cơm như thế này thôi nha. Sáng mời cậu ăn rồi khá là lâu rồi, bây giờ ngồi ăn chung với cậu luôn. Bữa nay thứ tư hả ta? Bữa nay thứ tư anh phải không? Bữa nay thứ tư rồi cả nhà.
ngày 22 tháng 7 6 tháng 9 quá ngon cả nhà, ngồi ăn cơm với cậu ngon quá. Hết rồi nha bà con ha. Nên học công cuối cùng. Đó là ngon cả nhà, đã hết rồi. Ăn cơm cạnh với cậu đây là cũng là một cái kỷ niệm. Sau này mình khó tìm thấy được cả nhà. Thôi thì những cái bông sen này ha, tạm thời mình để cho tới đây, cho hết một ngày, tới chiều mình sẽ gom lại rồi sau đó mình đem đi cắt. Em sẽ đem về nhà nghe cô chú anh chị, đem về nhà cắt nha. Đó. Sáng nay thì khán giả đến viếng chỉ vài người thôi, vắng vẻ. Mấy cái thùng ở dưới đây thì được dẹp rồi cả nhà. Cái thùng nhang thì được đặt ở bên đây. Cái thùng nhang thì được đặt bên đây ha cả nhà. Đây là cái giỏ chỉ cây của chị My Sinh Thiện nè. Bên đây thì của anh Quốc Giỏ nè. Còn cái chậu bông này á là của công ty lực Tâm Quang nè cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi dục rác thôi cô chú anh chị ơi. Đó, những cái thùng á, những cái thùng thì được để ở dưới đây. Đây cả nhà, được để dưới đây nè. Nó cho gọn, bây giờ mình đi dục rác nè cả nhà. Cho nó gọn gàng. Trong đời ta như ta về quán vương thơ đêm hạ tà là ông vắng vắng năm chùa tham thờ Phật. Thôi thì em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn ha, đã theo dõi video của em. Mà bây giờ thì vẫn chưa kết thúc cô chú anh chị. Bây giờ em xin mời cả nhà mình đi qua bên ông ngoại ha, bên mộ ông ngoại để thắp nhang. Sáng giờ em chưa đi qua bên ông ngoại thắp nhang nữa cả nhà. Nãy giờ cứ sầu quằn với lại cái video hồi sáng và những cái ngọn nến. Bây giờ chưa thắp nhang nữa, bây giờ em sẽ đi lấy cái khăn ướt của chú anh chị, rồi sau đó mình đi qua bên ngoài mình thắp nhang châm trà cho ngoại. Bà con chú anh chị, sáng sớm thì mấy chị mấy anh lao công quét rác ở chỗ này, dọn dẹp quét rác để cái con đường nghệ sĩ được sạch sẽ hơn. Cô chú anh chị biết sao không? Sống ở trên một cái gọi là cái xã hội á, người ta nói là trời hại mới chết, người hại không chết. Nhưng mà em sợ nhất là biết cái gì không cả nhà? Sợ nhất là cái mà gọi là cái đâm và cái chọt á, đâm sau lưng á, chọt sau lưng á cả nhà. Cả nhà biết không, cái đó là một cái sự mà mình khó mà đề phòng được. Cô chú anh chị, nó cứ âm thầm nó làm khó đề phòng lắm. Xã hội là nó là gì á, khổ lắm cả nhà ơi. Thôi thì cứ như vậy ha, tại vì em cũng thấy người ta có cái sự giao lưu, mình không có giao lưu á, nên nó bị thiệt thòi. Mình cứ âm thầm mình làm những cái việc của mình đúng thôi cả nhà. Còn người ta có sự giao lưu nên có lẽ là nó sẽ được ưu ái hơn, nên mình thôi mình cứ tuân thủ thôi.
mong là cậu Năm Vũ Linh hiểu hiểu cho tấm lòng của con. Quét đi chị, quét đi. Mấy chị đang quét rác này. Chỗ này lá cây nó rụng nhiều lắm cô chú anh chị. Có cây chổi này quét này hay ha. Thì cái clip đầu thì em cũng có ghi cái tiêu đề là mong là cậu hiểu cho tấm lòng của con. Hy vọng là mọi chuyện nó bình thường. Ủa, gặp anh nữa hả? Cấp nãy gặp anh ăn cơm, bây giờ này gặp đây nữa hả? Chăm cha, chăm cha rót nước sáng giờ. Cái bình, cái mấy cái ly trà này hôm qua tới giờ của em á, em chăm hôm qua tới giờ, sáng giờ chưa có ai chăm nên mình chăm mấy cái ly trà hôm qua tới giờ luôn cô chú anh chị. Bữa nay là ngày 22 rồi cô chú anh chị, tháng 7, tháng Du Lan sắp hết rồi, chuẩn bị tới Tết Trung Thu hả? Tháng 8 là Tết Trung Thu. Tháng 8 chắc mua lồng đèn tặng cậu á. À, đây là không, ý nó là mà em gọi ông ngoại. Còn ý nó là cậu Năm á. Dạ. À, mua đèn Trung Thu tặng ông ngoại, mua cái lồng đèn tặng ngoại với cô Năm. Quay trở về tuổi thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con mời ông Dương Nhân Ngộ, sinh năm 1930, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023 về đây thọ thực, về đây dùng nước trà. Chưa có nhà nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Chưa nhang là gọi ông không nghe hả? Đúng rồi. Đúng không? Anh nói là chưa có nhang là gọi ông mà, ông ngoại ông không nghe. Mình phải có nhang của chú anh chị. Nó bây giờ có nhang thì phải có bật lửa. Mặc dù không hút thuốc mà đi đâu cũng phải có bật lửa chứ. Để lúc mà mình đốt những cái nhang mà bị còn tắt á. Bữa nào cũng phải bỏ cái bật lửa xuống theo. Tắt á, cái hoặc là mình cho khán giả mượn á. Có liền. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm Quý Mão. Con đến đây có mời ông uống trà cũng như là thắp cho ông một nén hương, nguyện cầu cho ông Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023 cùng với tất cả mười phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh mất trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua trên toàn thế giới, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con mời ông Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, về đây dùng nước trà với con sáng hôm nay. Đó, về đây nước trà hưởng nhang khói ha, nhang khói ấm cúng hơn. Sáng nay con mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhà thơ Kiên Giang, sinh năm 1929, mất năm 2014, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, bây giờ mình đi sẽ đi qua bên mộ của nhà văn Sơn Nam, rồi sau đó mình quay lại mộ ông ngoại mình châm dầu cả nha. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cầu cho nhà văn Sơn Nam sinh năm 1926, mất năm 2008, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ mình đi qua bên quay trở lại mộ của ông ngoại Ngộ để châm dầu cho ông cả nhà. Tại vì hồi nãy em thấy cũng dầu nó cũng yếu yếu á, hết rồi, cũng sắp hết rồi. Rồi mình qua đây mình châm dầu. Cái máy này xanh hết pin hay gì ta? Ồ, bữa nay em quên đem pin theo rồi. Hết pin rồi cả nhà ơi, em quên bỏ pin ở nhà rồi. Thôi để ngày mai ha, ngày mai mình đem theo cả nhà. Dạ không, nhưng mà nó hết pin rồi, hết pin rồi, nó gà gà rồi. Không có bỏ cục pin nào theo túi hả? Ở nhà em còn pin nhưng mà em bỏ quên ở nhà hết rồi. Anh lỡ anh lấy giùm em cái khăn ướt dưới cái dĩa giùm anh, cái giùm em cái ở dưới cái dĩa đó. Không, vậy luôn phải không? Không, em lấy cái khăn ướt thôi. Dạ, để em lau sơ sơ cái này, cát nó văng lên em ném đây. Rồi, cảm ơn anh. Trời mưa cô chú anh chị, xong cái cát nó văng lên. Lào cho nó sáng sáng lên xíu. Ông ngoại Ngộ thì cũng rất là may mắn ha cô chú anh chị. Hoa Viên cũng ưu ái cho để cái rạp chỗ này cũng được che mưa che nắng được một thời gian, hy vọng là tới che tới khi nào mà cái nấm mộ của ông hoàn thành thì nó phải nói là quá tốt. Cái đèn này mình cũng châm vô thêm cho nó đầy của chú anh chị. Hello, nãy giờ đi thắp nhang hả? Phải không? Nãy giờ chú thấy con đi thắp nhang bên kia phải không? Hết luôn hả? Cầm mấy cái nhang bự thắp hết luôn hả? Mình đi qua bên đây cả nhà. Châm dầu bên đây nữa. Dạ. Không phải câu gì lên đâu. Ồ, không phải sao không phải? Đừng đụng chú, đừng đổ. Rồi. Cái đèn bên kia thì nó vẫn còn sáng nha cô chú anh chị. À, vẫn còn dầu nhiều chứ lộn. À, không cần phải thêm dầu cái đèn bên kia đâu. Mình lấy một khoanh nhang 24 tiếng để đốt cho ông ngoại luôn cho chú anh chị, để cho ông ấm cúng ấm áp luôn.
Hả? Sao? Nó tắt hả? Còn đóng lại hả? Nãy chưa đóng hả? Nhưng mà nó còn dơ mà. Ờ vậy được rồi đó. Thấy nó còn dơ. Đâu? À vậy được rồi. Cô chú anh chị bây giờ mình thay cái nhang 24 giờ này cho ngoài để phòng khi mà không có ai tới thắp hương á, quên á, thì còn có nhang này để cho ngoài ấm cúng hơn. Mình đi mình tới mình tưới cái bông này cho nó tươi cho chú anh chị. Ây dạ. À. Nó xè ra rất là tươi của chú anh chị. Xong rồi cả nhà ơi, thắp nhang châm trà cho ngoại cũng như là châm dầu thắp hương cho nhà thờ Kiên Giang, nhà Văn Xuân Nam cũng xong rồi. Bây giờ thì có lẽ là em xin phép xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm chia sẻ nha, ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bye bye cả nhà, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Kia thì có chị áo nâu, chị lên đây cả nhà, chị mới vừa lên, chị chở theo rất là nhiều quà, rất là nhiều đồ luôn mà bên trong là không biết gì cả nhà.